Em chào anh Hùng sửa xe nhá. Em chào anh Nguyễn Thành nhá. Lâu lắm không em không live stream. Và em chào ba người đang xem. Úi giời. Em chào anh Thần Gió Lê Cường. Chào Trường Nguyễn nhá. Anh thấy em mở cửa hàng mới à hay là sửa lại cửa hàng đấy à hả Trường Nguyễn? À em chào anh Nghi Quan. Anh bảo là em không nghỉ trưa à? Em hôm nay gặp con Su. Con Suzuki thì em đang muốn chia sẻ cái ban bệnh này đến cho anh em. Mới cả lâu em không live stream. Thì tiện là tranh thủ không nghỉ trưa thì chia sẻ cái ban bệnh này cho anh em. Tại vì con Su ấy, con Su Sega của của Suzuki là con UA125 đấy, em không biết tên con đấy nên em bảo UA. Nhưng con đấy thì các máy đọc lỗi thì không kết nối được. Đấy, mình chỉ có là dùng chay đọc thủ công và lấy đồng hồ đo thôi. Thì tiện đây em làm con bệnh này thì em cũng chia sẻ cho anh em. Cái ban bệnh là xe khó đổ và bị mất gang ti. Đấy thì em chia sẻ cho anh em, nhớ đâu anh em nào mà gặp thì làm nó dễ hơn. Tại vì em thì nói thật là con Su này ấy, thì là nếu mà làm ban bệnh thì là lần đầu tiên em làm con này. Tại vì xe của thợ đẩy đến, lần đầu tiên em làm con này. Còn em cũng dòng Su ngoài này em ít lắm. Chào Quân Lương nhá. Thì dòng Su là em làm ít nên đâm ra là thôi tiện đây thì em chia sẻ cho anh em. Anh em chờ tí nhá, cho anh em vào nhiều tí thì bắt đầu em chia sẻ luôn. Anh Long Nguyễn bảo xe này ở quê tiệt chủng rồi, đúng rồi anh ạ. Nói chung là vẫn có lơi có khi trong Sài Gòn nó nhiều hơn. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh kia có đấy, nhưng mà ở ngoài mình thì xe này cũng ít, ngoài Hà Nội xe cũng ít. Anh em tiện có thể chia sẻ cái video này của em nhá, để cho những anh em nào mà còn yếu thì học hỏi thêm được ban bệnh. À đây, anh đang chia sẻ cho anh em cái ban bệnh mà anh làm xe của thợ ở đây Quân. Đây thì bây giờ nhá, em sẽ ra xe để chia sẻ luôn nhá. Thôi còn đâu là anh em nào mà không xem được trực tiếp thì có thể là xem sau, đúng không ạ? Đây con này đây. Đây anh em test cái âm thanh xem chuẩn chứ nhá, tại ở chỗ em là hơi ồn. Đây con Su này. Su này thì em giới thiệu qua cho anh em này. Đây là kim phun. Kim phun của Su này là kim phun liền củ bơm luôn. Nên mà khi mà liền củ bơm ấy thì cái kiểm tra cái áp biết cái thứ trong này nó có ok hay không ấy, thì cái này đa phần anh em kiểm tra cũng rất là khó. Tại vì bình thường như củ bơm của Honda hay là của IA thì anh em có thể là luôn đồng hồ đo áp vào đo được. Nhưng cái con này nhiều khi là làm anh em cũng phải đau đầu một chút là phán đoán và tự tin. Thì là làm con này mới ok. Ok, chào Lâm Trần nhá. Chào anh Sa Nguyễn. Đấy. Thì đây em đề cho anh em xem này. Con này đề khó nổ lắm. Đây. Đấy, em thấy khó nổ không? Đây nổ rồi này. Đấy, lổ được nhưng mà mất gang ti anh em nhá. Lổ lụp bụp lắm. Đấy, ga lên được anh em nhá. Ga lên được nhưng mà cứ nhả ga là mất, là chết máy luôn này.
Đây anh em thấy không? Đề rất khó đổ. Đây em Đức Mạnh buông tay ga ra cái là chết máy luôn này. Đấy thì con này ấy, mà bây giờ là bắt bệnh thì anh em, thứ nhất là dòng xe này thì là hiện tượng lổ mà lịch bịch như này ấy, thì đa phần là nói đến là bị ăn xăng rồi, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ nếu mà dễ lổ hay không thì bây giờ anh em chỉ cần xe này thì theo phán đoán Đức Mạnh là ăn xăng, nhưng mà xe mà dễ lổ hay không thì anh em chỉ cần làm cái này nó rất là nhanh này. Em ơi, em lấy cho anh cái lục giác đấy. Đây cái này thì anh em chỉ cần như này là sẽ biết là kết quả, đúng không ạ? Thì con này nhá, là đang bị tình trạng là ăn xăng anh em nhá. Tại vì khi mà lổ ấy nó lụp bụp, nhưng mà ga to ấy, ga to lên thì anh em thấy là nó thoát. Đây là Đức Mạnh lổ lại cho anh em này. Đấy, khó lổ thôi, khó lổ mất gang ti, nhưng mà ga nó rất là thoát. Tháo ra cho anh, tháo cái này ra. Đấy. Rồi, bây giờ nếu mà anh em làm ấy mà xe đang bị như này là ăn xăng này. Tại vì nếu như ý, xe khó lổ, Đức Mạnh nói luôn là nếu mà xe khó lổ do thiếu xăng thì khi lổ lên anh em sẽ ga lên, anh em sẽ bị hụt ga, đúng không? Không bao giờ ga lên ga cao, tại vì thiếu xăng làm sao ga lên ga cao. Nhưng con này lổ được nhưng mà ga không ga lên được ga cao mà lại bị khó lổ thì tức là gì? Con này của chúng ta là đang bị lổ ăn xăng. Ga khi mà anh em ga càng to thì gió, lượng gió vào nhiều không ga càng nhiều này, đúng không? Thì là xe nó càng gắt lên được thôi. Còn nếu như mà khi mà anh em mà xăng mà ăn ít quá thì lượng gió khi anh em mở bướm ga ra, lượng gió nó vào trong cổ ga này nhiều, đúng không? Cổ hút này nhiều. Thì có phải là khi mà anh em càng ga cao thì càng bị lịp ga đi? Thì nếu mà ăn ít xăng thì càng lịp ga đi, đúng không? Nếu mà khó lổ do ít xăng thì nó phải như thế chứ, đúng không? Hoặc ga lên nó bị hụt ga. Như đây anh em thấy là lổ thì không để gang ti, nhưng mà để ga nhỏ lịch bịch, nhưng ga to là thoát ngay. Thì đấy là chứng tỏ là hiện tượng gì? Hiện tượng của ăn nhiều xăng quá. Thì bây giờ em nâng cao cái này lên cho lượng gió thêm vào cho anh. Nâng cao lên một chút nữa. Đấy đúng rồi. Nếu mà nâng cao nhá, anh em nâng cao lên này, gió nó vào nhiều này thì để có cái khả năng dễ lổ hơn đấy. Cao nữa lên em. Đấy, cho hé ra. Đấy à, anh em thấy không? Khi mà cho cái này nó cao lên ấy thì gió nó vào nhiều thì nó làm nhạt bớt cái xăng đi, nó không bị ngộp xăng nữa thì bắt đầu là nó dồ ga lên. Nhưng mà anh em thấy Đức Mạnh đút cái đầu kim này vào phát này là tự nhiên là lổ chết máy, không để gang ti luôn. Thì chứng tỏ cái này chúng ta là do bị ăn xăng. Đấy thì chúng ta kết luận là do ăn xăng rồi. Nhưng bây giờ chúng ta làm chay thì ăn xăng thì có rất nhiều cái yếu tố gây ăn xăng này. Một là có thể là do kim phun này, hai có thể do bơm xăng này, đúng không? Nếu mà theo phân tích của anh em mình là một, kim phun, bơm xăng, đấy là những cơ cấu chấp hành gây ra những cái hiện tượng ăn xăng. Và cũng có thể là do cảm biến TP bị treo cũng gây ra ăn xăng, treo không bị quá cao thì là cũng gây ra ăn xăng, nhưng mà chưa bị mất điện cao áp đủ để mất điện cao áp. Ví dụ như mất điện cao áp thì là TP phải treo quá 60 độ thì mới bị mất điện cao áp, đúng không? Nhưng đây cái này chúng ta ấy thì là nó sẽ treo dưới 60 độ thì xe vẫn lổ được nhưng mà ăn xăng. Ấy nhưng mà đây cái này thì anh em kiểm tra rất đơn giản thôi, đúng không? Thì bây giờ là cái kim, cái áp bơm và kim phun thì cái xe này chúng ta không đo được rồi, đúng không? Cái bộ này thì anh em đo áp bơm kiểu gì, đúng không? Thì đây là kinh nghiệm làm thì Đức Mạnh cũng chia sẻ luôn, thì anh em bỏ qua không đo ai nữa. Mà bây giờ anh em đo là nếu như mà cảm biến TP bị treo thì nó sẽ gây ra gì, tình trạng khó nổ, đúng không? Thì đây, một là anh em nếu mà muốn loại bỏ được cảm biến TP thì anh em chỉ cần rút cái rắc bộ cảm biến này,
rút cái anh em nhớ cái ban mà bị mất điện cao áp anh em rút răng Đức Mạnh chia sẻ không, mà rút rắc ban cảm biến ra, bộ cao ban cảm biến ra này thì là điện áp TP ta là đang kể cả đang bị treo thì nó cũng về không đấy, thì chúng ta rút ra phát nếu mà xe dễ nổ thì tức là do bị cảm biến TP chúng ta là bị hỏng, bị treo quá cao thì nó gây ra tình trạng ăn xăng đúng không. Hoặc chúng ta dùng đồng hồ đo cái dây tín hiệu điện áp ấy của TP, tại vì con này không kết nối được máy đọc lỗi em nhá. Đấy, Đức Mạnh nói lại, con này không kết nối được máy đọc lỗi đấy, mà kể cả cảm biến tay ga nó bị treo thì cũng không có báo lỗi đúng không anh em. Cảm biến tay ga bị treo thì làm sao mà báo lỗi được đúng không, trừ khi nó phải quá, nó thấp điện áp, nó thấp quá thì mới bị báo lỗi. Đấy thì như Đức Mạnh thì cần giật cái rắc này ra này. Đấy thì là cái điện, kể cả điện áp TP bị treo thì anh em giật rắc này ra phát điện áp nó về quy chuẩn rồi thì anh em đề lỗ được ngay. Nhưng mà khi đấy thì Đức Mạnh giật ra này, em đề lại cho anh đi. Đây, Đức Mạnh giật ra nhá. Vẫn thế anh em này, vẫn đang bị khó lỗ nhá. Mà lỗ lụp bụp này. Rồi, em nhả tay ga ra. Đấy, ngả tay ga ra thì lại chết máy ngay. Đấy thì nếu mà anh em mà muốn chắc ăn nhất, đấy như này là rút ra, nếu mà dễ lỗ đúng không thì là do cảm biến TP rồi, bị treo. Nhưng bây giờ anh em rút ra như này rồi mà không thấy dễ lỗ thì loại trừ luôn là cảm biến TP bị treo. Còn nếu mà anh em kiểm tra tốt nhất thì lấy một cái đồng hồ, em lấy đồng hồ đây anh. Đấy, em lấy đồng hồ đo cái dây tín hiệu của cảm biến tay ga. Đây con su này là nói thật là Đức Mạnh cũng không nhớ màu dây đâu. Đấy nhưng mà nếu như mà chuẩn nhất thì anh em cứ lần 4 cái dây này. Dây nào có điện áp thấp thì tức là dây đấy là cảm biến TP. Đây, em đo cho anh đi. Đo dây tín hiệu. Khả năng dây hồng đấy. Dây giữa là dây mát rồi đúng không? Đây, anh em nhìn đồng hồ đo này. Từ anh tiếp lại mát. Đây 0,7. Tức là con này đang là 700mV. Như theo trên máy đọc lỗi là 700mV. Còn đâu là ở đồng hồ đây là 0,7. Đúng không? 0,7V. Đúng không ạ? Thì như thế này thì làm sao mà bị treo được. Em vít ga lên để kiểm tra cảm biến tay ga luôn đi. Đấy lên rồi đúng không anh em? Lên này, lên nữa đi, kiểm tra luôn cảm biến tay ga đúng không, lên được 3,8V là ok rồi, 4V. Rồi em nhả cái tay ga ra đấy đúng không, nhả tay ga ra như này thì là 0,7 rồi, thì là TP không bị treo. Thì bây giờ còn một cái lỗi nữa là lỗi cảm biến nhiệt độ động cơ có thể gây ra bị ăn xăng đúng không. Thì ở trên này anh em nhìn nhá, nếu mà ở trên này này mà bị báo lỗi nhiệt độ động cơ này thì anh em nhìn thấy đèn FI nó phải sáng đúng không. Nhưng bây giờ chúng ta đo lại điện áp đi cho chắc. Đây em đo điện áp cho anh cái cảm biến nhiệt độ động cơ. Đây rắc của cảm biến nhiệt độ động cơ đây. Đấy con này làm chay nên là hơi vất. Đây em nhìn này, điện áp đang là 2,8V này. Đây, điện áp đang là 2,8V thì nếu như dịch ra như trên máy đọc lỗi thì là con này đang ở tầm nhiệt độ là rơi vào tầm khoảng 50 độ. 50 cho đến 60 độ. Đấy, thì như này là cảm biến nhiệt độ động cơ là việc tốt rồi thì anh em. Còn nếu như mà cảm biến nhiệt độ mà gây ra ăn xăng thì điện áp này nó phải càng lớn đúng không? Nhưng điện áp này là ok, bình thường. Nếu mà từ điện áp này chúng ta suy ra như trên máy đọc lỗi thì là nó rơi tầm khoảng 5 cho đến 60 độ rồi. Đúng không ạ? Nói chung là cái này chỉ được tầm 55 độ là cùng thôi, chưa đến 60 đâu. Đấy như theo Đức Mạnh nhớ. Thì đấy là khi đấy chúng ta kiểm tra được là về vấn đề thứ nhất là cảm biến tay ga bị treo không gây ra chúng ta bị ăn xăng. Đấy, treo quá cao nó gây ra ăn xăng hoặc là bị mất đi cao áp. Hoặc là do cảm biến nhiệt độ cơ. Thì khi mà chúng ta kiểm tra được những cái tín hiệu đầu vào ấy mà nó không gây ra ăn xăng thì chỉ còn cái cơ cấu chấp hành, tức là cái gì, cái kim phun và cái bơm xăng, thì cái này khả năng cao. Đây cái này khả năng cao luôn là anh em là bị hỏng củ bơm.
Nó củ bơm này thì khả năng là mua cũng mặn lắm anh em. Đức Mạnh thì đang bảo là tháo ra để sửa lại cái này, nhưng mà không biết là có làm được không. Nhưng mà cái ban bệnh nó như này thì cứ cho lên đây chia sẻ trước cho anh em. Đấy thì con này nó bị là bị cái kim phun liền bơm xăng này. Nó bị phun quá nhiều xăng. Em có thể đề cho anh nhìn, cho anh em nhìn cái lượng phun này. Anh em nhìn phun nó phun xăng rất củ chuối luôn. Thấy chưa anh em nhìn thấy phun không? Phun xăng nó không phun, nó không được tơi xăng mà nó phun nó theo kiểu hướng là bị lỗ nó rỗng nên thành ra phun xăng nhiều lắm. Còn nếu như bây giờ nếu mà Đức Mạnh mà lấy một cái mà để cho giảm xăng đi ấy thì lại để gang ti được, nhưng mà ga lên là thiếu xăng quá nó nghẹt đấy. Thế mà em gọi điện cho anh Thịnh bảo là không có. Hả anh Thịnh ơi, em gọi điện em hỏi anh có củ bơm này không thì anh bảo không có. Đấy thì con này thì Đức Mạnh chia sẻ cho anh em con bệnh này là khó lổ mất gang ti. Thì khó lổ là do cái xăng này chúng ta phun nhiều quá thì gây ra tình trạng là phun nhiều xăng quá nó ngộp xăng. Và cộng thêm nữa là không để gang ti là do xăng nó nhiều quá. Thì nhưng khi mà anh em ga to lên ấy thì máy rất thoát, thì chứng tỏ là về ăn xăng rồi. Thế Đức Mạnh nói lại cái vấn đề một chút. Còn đâu nếu như mà xe thiếu xăng cũng gây ra tình trạng khó nổ. Nhưng khó nổ nó ở trường hợp nào, khó nổ nó nhưng mà trường hợp này chúng ta ga lên ấy thì là nó sẽ bị tình trạng là gì, hụt ga không ga được lên, thì đấy gọi tình trạng thiếu xăng. Đấy, nhưng mà tình trạng mà thừa xăng thì để khó nổ, không để gang ti. Nhưng trong khi đấy là anh em ga lên nó thoát. Đấy, còn nếu mà thiếu xăng cũng gây ra tình trạng khó nổ, nhưng mà anh em nổ được, vẫn để được gang ti nhá. Nếu như thiếu xăng vẫn để được gang ti bình thường là thứ nhất. Đấy, thứ hai là chúng ta ga lên sẽ bị hụt ga, thì đấy là tình trạng thiếu xăng. Còn đây là như này là bị ăn xăng rồi. Thì là do củ bơm này chúng ta không đo được, thì chúng ta đành phải là loại trừ những cái gây ra, những cái bệnh gây ra ăn xăng. Thì những cái khác mà đã ngon rồi thì chỉ còn thằng này thôi. Đấy, theo cái Đức Mạnh nói. À, thế thì hôm qua em hỏi anh Thịnh thì anh Thịnh bảo là không. Anh Thịnh bảo không có. Nhưng mà em hỏi là củ bơm mà, chứ em có bảo hàng tháo xe đâu. Em bảo anh là củ bơm liền kim, anh bảo không có, không có. Chứ hôm qua em đã hỏi, tối qua em hỏi anh rồi gì. Em hỏi anh có không thì anh bảo là không có, không có. Thế tí em alo cho anh nhá anh Thịnh nhá. Đấy thì có đơn giản là còn đâu xe này ấy thì anh em là chỉ có đọc lỗi thủ công thôi. Đấy chứ không có cắm máy vào được anh em nhá. Ví dụ như máy đọc lỗi là không cắm được dòng này rồi. Đúng không? Cắm vào thì Đức Mạnh cùng không cắm được. Thôi đấy anh em phải tay bo làm thôi. Bữa nào ghé anh nhậu à? Ok, ok em nhá. Bữa nào anh vào trong em thì anh alo. À, trường nhá. Đấy, xe này chỉ có thế thôi. Đây là anh em nhìn thấy ống này còn bỏ à. Ống này còn bỏ lên thành ra là nó còn dễ lổ hơn đấy. Nếu bỏ ống này ra nó còn gió nó vào nó dễ lổ hơn, mà cắm cái ống này vào lốt này. Ui giời, nếu mà cắm cái ống này nó không có lượng gió vào nó ăn xăng quá nó ngộp. Để gần chết mới nổ. Đấy, thế thôi Đức Mạnh chia sẻ cái bàn này cho anh em thôi. Thì cũng là bắt chay. Tại vì xe nó ăn xăng thế thì anh em thấy là có báo lỗi đâu. Trên máy đọc lỗi trên là quên trên đồng hồ, trên báo đèn FI nó có báo lỗi đâu, nó có nháy đâu. Nên là thôi anh em mình đành phải làm. Thứ nhất là dựa vào cái này thì kinh nghiệm là một. Thứ hai là đành phải làm chay. Thế thôi. Là anh em làm ra được ba thôi, có gì đâu. Mặc dù con này thì thề luôn với anh em là con này Đức Mạnh cũng làm là con đầu tiên đấy. Còn sửa ví dụ như là thay dầu, thay giếc các thứ thì có sửa. Nhưng mà làm mà về cái bệnh mà bệnh xe ấy,
thì làm con su này là lần đầu tiên. Đấy, nhưng mà kể cả bản thân màu dây như trên xe vừa nãy là hoàn toàn Đức Mạnh không nhớ đâu, không nhớ màu dây xe đấy là màu dây gì của thiết bị nào đâu, chỉ nhớ đúng dây mát thôi. Ở thế Đức Mạnh chia sẻ cái ban bệnh của con xe UA Suzuki cho anh em là tranh thủ một chút buổi trưa để chia sẻ cho những anh em nào khi gặp xe này làm cho dễ hơn. Tại vì Đức Mạnh cũng nói lại là xe này là thứ nhất là áp bơm chúng ta không dùng đồng hồ đó áp bơm đo được, và thứ hai là gì, thứ hai là chúng ta không kết nối được máy đọc lỗi mà chúng ta đành phải gọi lỗi ra đấy, gọi lỗi và cộng thêm nữa làm theo kinh nghiệm. Thì đấy là Đức Mạnh gặp phải, thì Đức Mạnh cũng chia sẻ cho anh em. Còn đâu là Đức Mạnh cũng chào tất cả anh em, hẹn anh em ở trong buổi livestream sau. Chào anh em nhé.